Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 122: Đem vàng đắp đường. Trưởng giả cấp cô độc cưới vợ. Cô vợ này của ông là một người con gái, con của vị đại trưởng giả thành xá vệ. Khi ông đưa sính lễ đến, xem thấy người nhà của ông đều rất là bận rộn, thậm chí lơ là đối với sự tiếp đãi ông. Ông liền hỏi: mấy người làm gì mà vội vàng vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh ở nơi này, chúng tôi phải lo đi thăm viếng ngài. Địa vị người nhà ông tương đối cao, người khác không dễ xem thường, họ không dễ kính phục người khác, họ lại chịu đích thân đi lễ kính người khác, vậy thì người này rất là phi thường. Thế là ông liền hỏi người thân của ông về Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào. Người nhà liền giới thiệu cho ông. Ông cũng là một người rất có thiện căn. Sau khi nghe xong, rất lấy làm hoan hỷ, liền yêu cầu người nhà của ông một mực đi đến viếng Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi gặp Phật, ông vô cùng hoan hỷ, liền lễ thỉnh Phật đến nước Xá Vệ để giảng kinh Hoằng Pháp. Phật nhận lời, ông vui mừng liền ra về. Phật đến không chỉ một mình, đệ tử thường tùy của Phật có đến 1255 người. Nếu muốn thỉnh nhiều người như vậy đến, vậy thì phải tìm một nơi thích hợp để cho họ ở lại, thế thì mới tận hết trách nhiệm của người mời, mới chân thật đạt đến chí thành cung kính. Sau khi ông trở về nước, tìm qua nhiều nơi, không tìm được một nơi thích hợp. Cuối cùng phát hiện, hoa viên của Thái tử Kỳ Đà quy mô tương đối lớn, hơn 1000 người đến ở không vấn đề gì. Thế là trưởng giả cấp cô độc liền thương lượng với Thái tử Kỳ Đà, mua đất của ông để cúng dường Phật. Thái tử Kỳ Đà cũng không quen biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào lúc đó, có thể ngay đến nghe nói cũng không được nghe qua. Thế là liền mỉm cười nói: nghe nói ông vàng ròng nhà của ông rất nhiều, nếu ông có thể dùng vàng ròng phủ trên đất này thì tôi sẽ bán cho ông. Làm gì biết được trưởng giả cấp cô độc làm thật, vàng ròng của nhà ông thật không ít. Ông vội bảo người lấy vàng phủ lên đất. Đương nhiên, liền có người báo cho Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà vừa nghe thì rất lấy làm kinh ngạc, cho nên liền tường tận hỏi cấp cô độc rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào? Tại vì sao ông lại chịu phụng hiến đến như vậy? Ông muốn có nơi này để cúng dường ông ấy, rốt cuộc ông ấy có gì tốt đối với ông vậy? Trưởng giả cấp cô độc đem cái thấy nghe của ông nói cho Thái tử Kỳ Đà nghe. Thái tử nghe rồi, tâm cũng cảm động liền nói: đây là việc tốt, công đức này hai chúng ta cùng làm. Trưởng giả cố chấp nói: cái công đức này tôi một mình làm hết. Thế là liền xảy ra tranh chấp. Thái tử cũng rất thông minh, ông liền nói: cây cối hoa cỏ ở trong vườn đều là của tôi, nếu ông không chịu hợp tác mà nói, tôi sẽ cho người đốn hết cây cối hoa cỏ. Thế là trưởng giả cấp cô độc phải chấp nhận mà hợp tác. Kỳ thật, trưởng giả cấp cô độc cùng với Thái tử Kỳ Đà tái sanh, đều đến để hộ trì Phật Pháp. Họ đến làm tấm gương cho chúng ta xem. Hai người họ là hộ Pháp, cùng với công đức Hoằng Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là hoàn toàn giống nhau. Các vị nghĩ tưởng xem,
Phật tuy nhiên có trí tuệ cao đến như vậy, hoằng pháp lợi sinh, nếu như không có người khải thỉnh thì Phật sẽ không đến được nơi này. Nếu như không có nơi chốn, Phật cũng không thể nói pháp, cũng không cách gì lợi sanh. Đây chính là nói rõ công đức của hoằng pháp và hộ pháp đều giống như nhau. A Di Đà Phật. Nam mô